Namaste. Xin chào bạn, mình là Thiên Đức, huấn luyện viên yoga quốc tế tại Padma Yoga. Hôm nay mình cùng với các bạn sẽ cùng nhau tập bài khởi động yoga dành cho những người mới bắt đầu đến với yoga. Mời các bạn chúng ta luôn luôn giữ thẳng lưng. Hít vào, hai tay vươn cao lên trần nhà. Khi hít vào, hai tay kéo căng sang hai bên, lòng bàn tay hướng vào nhau, kéo cao lên, áp sát vào mang tai, mắt nhìn theo hai tay vươn căng tối đa. Thở ra từ từ, chúng ta đưa hai tay ra sau. Hai tay đan lại ở sau lưng, cổ gập sâu xuống, đưa cằm về hõm cổ. Hít vào, đẩy căng tay ra sau, ưỡn căng ngực, mở vai, mặt ngẩng cao. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra, gập sâu tại đây, hít thở đều. Chúng ta sẽ làm đi làm lại, lặp đi lặp lại 5 hoặc 6 lần. Hít thở đều, thẳng lưng cổ gập, đưa cằm về hõm cổ. 3, 2 và 1. Hít vào, mời cả lớp đưa hai tay lên cao. Thở ra, hạ tay ngang hông. Giữ vậy tay ở đây không rời sàn, tâm bàn tay hướng về phía trước, cổ gập sâu xuống. Hít vào, giữ vậy tay, mặt ngẩng cao về phía trước. Rồi thở ra, nghiêng đầu sang trái, đưa tay áp gần bờ vai, khởi động trong phần cổ. Hít vào, đưa mặt về chính diện. Thở ra các bạn, đưa sang bên phải. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào, đưa mặt về chính diện. Sau khi khởi động xong phần cổ, chúng ta khởi động phần bả vai, cánh tay. Hít vào, đưa hai tay mở rộng, kéo căng hai tay sang hai bên. Rồi thở ra các bạn, đưa hai tay về bả vai. Hít vào, đưa hai tay về giữa. Rồi từ từ hít thở đều đặn, chúng ta đưa tay xuống dưới, đẩy căng lên trên, mở rộng bả vai, mở rộng dung tích của phổi. Hít thở đều đặn. 6, 5, duy trì hơi thở đều. 4, 3, 2 và 1. 10, cả lớp quay ngược lại, giữ thẳng lưng, hít thở đều, thả lỏng cơ thể. 3, 2 và 1. Hít vào, mở rộng hai tay. Thở ra, đưa hai tay về phía trước, duỗi thẳng tay, mắt nhìn theo hai tay. Hít vào cả lớp, mở căng tay về phía trước, đẩy bước tay. Thở ra, kéo dài về phía trước, rồi từ từ gập sâu. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào, đưa tay đẩy căng ướt tay phía trước tối đa. Rồi từ từ xoay hai tay sang hai bên, đưa mũi tay hướng sàn. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra, giữ tại đây lần cuối. Hít thở đều đặn. 5, 4, duy trì hơi thở đều. 3, 2 và 1. Hít vào, giữ tại đây. 1, 2, 3, 4 và 5.